Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. The Divine Fury của Park Seo Joon đã nhá hàng đoạn trailer dài gần 2 phút, hé lộ những phân cảnh kinh dị, máu me gây ám ảnh cho khán giả. Mới đây, phim The Divine Fury đã nhá hàng đoạn trailer dài gần 2 phút, hé lộ những phân cảnh kinh dị, máu me gây ám ảnh cho khán giả. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư trung tâm không gian mạng Viettel. Mở đầu trailer là sự xuất hiện của Park Seo Joon trong vai trò nhà vô địch võ thuật và màn showdown cực gay cấn của anh với một đối thủ khác bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Tiếp đến là những sự kiện lạ lùng liên tục xảy đến với cơ thể và cuộc đời anh. Càng gần về cuối, trailer càng trở nên căng thẳng và ám ảnh hơn khi những thế lực xấu xa bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi, khiến cho Park Seo Joon bắt buộc phải bước vào cuộc chiến chống lại các thế lực xấu xa. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Park Seo Joon trong vai trò nhà vô địch võ thuật. The Divine Fury trailer. The Divine Fury kể về một nhà vô địch võ thuật tên Ahn Sung Ki, Park Seo Joon thủ vai. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Sau cái chết của bố mình, Ahn Sung Ki trở nên mất niềm tin và oán giận cả thế giới. Thế nhưng kể từ khi gặp được cha anh, Ahn Sung Ki thủ vai, và cùng ông tham gia lực lượng chống lại các thế lực xấu xa trên thế giới, mọi thứ đã thay đổi với Ahn Sung Ki. Trong khi đó, Woo Do Hwan sẽ vào vai Jishin, một nhân vật bí ẩn có thể biết được điểm yếu của đối phương một cách dễ dàng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Hắn ta đã dùng chính điểm yếu đó để chống lại đối thủ của mình. Dự án này sẽ được Kim Joo Hwan đạo diễn và biên kịch, người được biết đến qua bộ phim Koala 2013 và Goodbye My Smile 2011, giọng đọc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, đây cũng là dự án đánh dấu sự tái hợp của vị đạo diễn này và nam diễn viên Park Seo Joon. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Viettel. Trước đây họ từng có cơ hội làm việc cùng nhau trong phim điện ảnh Midnight Runners vào năm 2017. Giọng đọc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Theo dự kiến, The Divine Fury sẽ được ra mắt vào tháng 7 năm 2019.